người mọi người nói thì khởi nghiệp rất là vất vả, nhưng mà vì có lẽ đây là xuất phát từ cái niềm đam mê, niềm yêu thích sử dụng nguyên liệu ở địa phương mình, bằng con người của mình, học kiến thức từ thầy cô mình, nên mình cảm thấy tuy nó cực nhưng mà bù lại những khách hàng nhận được giá trị họ chia sẻ với mình thì mình thấy hạnh phúc vì đó. Tôi là Nguyễn Thị Diệu Hằng. Tôi sinh ra và lớn lên ở Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam. Cơ sở sản xuất của tôi là hiện tại là ở Điện An, Điện Bàn. Cơ duyên tôi đến với sản phẩm là xuất phát từ nhu cầu cá nhân của tôi. Thì da tôi bị kích ứng với tài phản khoa chất công nghiệp. Thì sau đó thì tôi dùng sản phẩm tự nhiên thì da tôi không bị vấn đề như vậy nữa. Thì bắt đầu là tôi nghĩ là tôi muốn làm cho bản thân mình dùng và cũng muốn lan tỏa ra những người có cơ địa mà da mẫn cảm như tôi á. Trong hành trình khởi nghiệp của mình là mình được xuất thân là không học công nghệ sinh học, từng là sinh viên nghiên cứu sinh tại trường. Thì bắt đầu khi mình tìm hiểu đọc tài liệu nghiên cứu khoa học thì bắt đầu mình mới ngộ ra là ở quê của mình ngay từ nhỏ rồi mình đã tiếp xúc rất nhiều với những loại cây dược liệu và rất là tốt, mà mình vẫn chưa khai thác được cái giá trị từ cái loại cây. Rồi sau đó mình vừa làm vừa học vừa kết nối lại những kiến thức ngày xưa mà đã học. Ưu thế của sản phẩm là tôi sử dụng nguyên liệu dược liệu ở chính địa phương của mình. Ưu điểm thứ hai tôi là xuất phát từ dân ở trong ngành. Thật ra khi mà tôi lựa chọn nguyên liệu thì tôi biết là có nguyên liệu đó nó có thành phần gì đó và mình nên lấy là nguyên liệu gì để mình dùng. Ví dụ ở đây khổ qua rừng tôi sẽ sử dụng thân và lá. Bây giờ trừ là giả như cấu như thế này nó thật là vất vả đúng không? Thì nhưng mà nếu mình nhìn xa hơn vấn đề á là việc mà mình giả cấu thế này nó sẽ làm dập các tế bào, nó làm giữ trọn vẹn cái giá trị dược liệu của nguyên liệu của mình. Tiếp đến thì mình sẽ dùng những cái lá chè xanh mà lá chè xanh già thì mình sẽ tách ra cái phần lá mà bỏ đi phần gân rồi mình sẽ nghiền, chứ mình không có mua cái loại mà chè xanh mà bột người ta nghiền sẵn. Và các nguyên liệu là dầu dừa ít lạnh, dầu mè đen và dầu ô liu. Thêm vào súp mình sẽ tạo thành muối xà phòng. Sau khi làm xong những bánh xà phòng như vậy ra thành khuôn rồi thì mình sẽ phơi thời gian tầm 2 tuần cho cái pH của nó về lại mức pH sử dụng. Rồi mình sẽ test lại pH thử nó đã về với pH như thế nào. Sau đó mình mới xuất ra bán ngoài thị trường. Thì như bánh xà phòng thế này, phản xà phòng hóa xong nó sẽ tạo ra một lượng glycerin. Glycerin là một chất dưỡng da thì nó sẽ rất là hút độ ẩm không khí ấy. Mùa bây giờ chỉ là mùa hanh khô thì không sao, tuy nhiên khi mà mùa mà độ ẩm không khí nó cao trên 70% á thì bánh xà phòng này nó sẽ có nhức phía ngồi ấy, nhưng mà không sao cả, thì nên mình bảo quản nơi khô ráo vậy thôi. Còn nếu mà trời mà độ ẩm mà cao thì mình sẽ gói vào một cái gói giấy để cho nó hút độ ẩm, nó ngăn cản quá trình mà bị hút ẩm. Tôi đã làm nhiều xà phòng rồi, tuy nhiên có những lúc là vẫn bị hư. Bỏ một nhà công cấp một lọ nguyên liệu y như vậy đó, nhưng mà những đợt này khác đợt sau khác. Thành ra khi mà làm xong thì mới hiện ra mình mới vừa bỏ phấu vào trộn để tạo phản ứng thì nó bị nhão, chảy nước ra trơn. Hoặc là việc bỏ nguyên liệu mình thế nào thì qua nhiều lần mình làm mình sẽ rút ra kinh nghiệm thôi, thì rủi ro mình sẽ thấp hơn. Hiện tại thì xà phòng tự nhiên của mình thì đến nó 8 đến 9 loại. Thì xà phòng tự nhiên của mình bây giờ mình hướng mấy cái dòng xà phòng mà 8 mà gọi. Cách đây thì mình chưa làm được dòng để gọi tự nhiên như bây giờ đó, gọi được 8 gọi được biển đâu. Thì bây giờ trừ mình đã làm được dòng xà phòng gọi được rồi. Bên cạnh cái sản phẩm xà phòng á thì hiện tại bây giờ trừ thì bên nắng Tomatic đang chuyển hướng sang cái dòng sản phẩm chế phẩm sinh học ứng dụng. Hiện tại thì mình có cái dòng enzyme cho nách này chuẩn bị sắp ra đời. Enzyme dành cho da mụn, enzyme dành cho da sau mụn và dòng bột rửa mặt. Enzyme sinh học thì nó còn khá mới mẻ, sử dụng vi sinh vào đó, không có sự can thiệp của bất kỳ hóa chất nào. Sản phẩm chủ lực của mình là hiện tại là dòng xà phòng tắm của qua rừng chè xanh, tắm dành cho bị mẩn ngứa, bị đai, mụn lông và dòng enzyme da mụn. Hiện tại thì mình đang đầu tư một dàn máy móc được
mà bên khuyến công của thị xã hỗ trợ cho mình 40% chi phí, là gồm có máy sấy, máy đo pH và máy chân cắt, giúp mình đỡ tốn công hơn rất là nhiều. Mình sẽ định hướng sẽ làm những sản phẩm mà ứng dụng công nghệ sinh học, sản phẩm tiêu dùng xanh, giúp sản phẩm mà ứng dụng những sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm tinh gọn,